Em thấy là nó cái thông tin này nó khá là kỳ cục ạ. Tại vì em nghĩ là cái ngoại hình và chiều cao của một người ấy, nó không quyết định cái khả năng có thể đi học một trường ngôi trường của một người đó hay không, chứ đừng nói là thử riêng ngôi trường sư phạm ạ. Nếu mà có nhiều bạn thì lại nói là lý do là có thể là vì quá thấp ấy, thì nếu mà thì về sau lại không kiểu không viết được bảng ấy ạ. Nhưng mà em nghĩ cái vấn đề viết bảng nó cũng không phải là quan trọng, thế rồi là công nghệ 4.0 cũng nhiều, mình có thể dùng slide hay là bất kỳ thứ gì ạ. Một nhà giáo ấy, điều quan trọng nhất vẫn là cái tri thức của mình như thế nào và việc mình giảng dạy hay là cái cách mình truyền cái tri thức đến cho các em như thế nào, chứ không phải là cái việc chiều cao có là cái vấn đề đấy hay không. Thì em cảm thấy vấn đề này thì em nghĩ là em bác bỏ hoàn toàn cái quan điểm của trường đại học đấy. Đối với em thì em vẫn luôn có cảm giác như vậy, ai cũng thế thôi. Chúng ta đều muốn học với lại một cái người mà có cái ngoại hình ưa nhìn như chị đã nói, nhưng mà đối với một người nhà giáo ấy thì cái vấn đề đấy không phải là vấn đề quan trọng, bởi vì thực sự nhân cách mới là điều quan trọng nhất. Em thấy quan điểm đấy một phần nên và một phần không nên ạ. Ví dụ như là nếu mà với những bạn đăng ký ngành giáo dục tiểu học hoặc là mẫu giáo thì với chiều cao 1m50 là hoàn toàn có thể cao hơn các em và có thể phân rõ ràng được giáo viên với học sinh. Nhưng mà cũng một phần trái, bởi vì đôi khi học sinh cấp 3 nó vượt vượt trội quá, đấy các em đã hoàn thiện về thể chất rồi nên là chuyện mà học sinh cao hơn giáo viên là khá là bình thường. Nếu mà mọi người cho rằng nếu mà cái việc cơ thể cao hơn lớn hơn thì sẽ có uy hơn thì là hơi sai. Còn em nghĩ là với những cơ thể nhỏ bé vẫn có thể làm cho học sinh khác nể phục. Em không đồng tình với vấn đề này, đấy là quan điểm của em. Bởi vì theo em thì tiêu chí để tuyển một người giáo viên là dựa vào năng lực và phẩm chất của con người, còn vấn đề chiều cao nó không quan trọng. Em bản thân em cũng không cao lắm, và em nhớ đến câu nói của hoàng đế Napoleon, đó chính là chiều cao của một người tính từ bầu trời đến đỉnh đầu của người đó. Cho nên là quan điểm của em một lần nữa là em muốn tuyển giáo viên dựa trên năng lực và phẩm chất của người đó, còn chiều cao của em không quan trọng. Mình nghĩ là đến bây giờ ấy thì chiều cao trung bình của người Việt Nam người ta cũng cao lên một chút rồi, thì mình thấy là giáo viên lên trên 1m50 thì hợp lý, còn giáo viên dưới 1m50 thì nhìn nó hơi thấp quá. Tất nhiên là giáo viên thì vẫn phải cần có lượng kiến thức đầy đủ để dạy cho học sinh. Còn về ngoại hình thì mình nghĩ là nên trên 1m5, tại vì 1m5 cũng không phải là một cái mà quá cao quá, thì mình nghĩ là trên 1m5 là hợp lý rồi. Mình thì mình không hoàn toàn đồng ý với ý kiến như vậy, bởi vì mặc dù các bạn có chiều cao khiêm tốn nhưng mà các bạn là những người rất là yêu ngành nghề sư phạm mà muốn thi vào sư phạm, thì cái quan điểm đấy sẽ làm cho các bạn ấy rất là thiệt thòi so với các bạn khác. Còn đâu nếu mà một cái chiều cao mà khá là khiêm tốn thì mình cũng nghĩ là cũng khá là khó khăn trong việc các bạn giảng dạy, ví dụ như là việc viết bảng. Nếu mà với một chiều cao như của mình thì việc mình với lên bảng một tầm cao để viết cái đề mục ấy cũng khá là khó. Còn đối với các bạn đấy thì mình nghĩ là nếu mà các bạn ấy thực sự là vẫn muốn giảng dạy trong nghề sư phạm thì sẽ cần phải có những cái biện pháp để có thể giải quyết được những vấn đề như mình nói vậy. Nếu như mà nói là một người giáo viên có phương pháp dạy tốt và cũng như là có thể truyền đạt ý kiến thức cho học sinh tốt ấy, thì cái về nói là về ngoại hình ấy thì không phải là quan trọng. Em nghĩ quan điểm đấy chắc là họ đưa ra có lý do của họ, kiểu như là kiểu cái chiều cao của nữ sinh ấy thì có thể thể hiện cái thể chất của họ.